Rồi chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm một cái video để nói về cái việc học nghề. Ngày mai mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Và mình sẽ giới thiệu cái đồ nghề của mình. Tại vì có nhiều người hỏi giá bao nhiêu, được nó làm sao đó. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn biết nha. Giới thiệu sơ qua đồ nghề của mình. Thì ngày mai là chủ nhật. Và thứ hai thì mình có nhận hai bạn nha. Tới đây để mình hướng dẫn cho các bạn làm. Và cái kiểu làm như thế nào. Thì sáng ra thì mình sẽ hướng dẫn về cái lý thuyết thôi, cái động cơ hoạt động, rồi là cái chi tiết máy nó như thế nào, rồi những cái rắc rối nó thường xảy ra. Rồi mình sẽ giới thiệu về chi tiết về cái phần cây gen, tạ gen, rồi tất cả những cái thứ ở trong cái xe, rồi tất cả những cái thứ ở trong cái động cơ này nó gây ra những rắc rối, và cái rắc rối như thế nào và xử lý ra làm sao. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn đầy đủ luôn. Thì thực sự nếu ví dụ mà các bạn hướng dẫn mà chi tiết mà cốt lõi mà từng ly từng tí ấy, thì nó sẽ không có phải là 1-2 ngày là xong đâu nha các bạn, phải cả tuần. Nhưng mà cái này là mình dành cho những bạn mà đã có nghề sửa xe rồi, và các bạn đã biết những cái cơ bản rồi, không cần phải nói tới nữa. Thì mình nói tới những cái chuyên sâu thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu ví dụ mà các bạn mà chưa biết gì, hoặc là mới biết sơ sơ thôi, còn cái cách hoạt động của động cơ các bạn còn chưa rành về nó nữa, thì rất là khó nha. Nhưng mà mình ở đây là mình cũng vẫn sẽ nói sơ qua về cái cách hoạt động của nó đó. Để ví dụ mà các bạn chưa biết thì các bạn cũng sẽ biết qua. Còn nếu mà các bạn đã biết rồi ấy, thì các bạn sẽ ôn lại, đúng không? Rồi mình sẽ nói tới những cái phần mà gọi là chuyên sâu hơn. Nói gì nói các bạn học, các bạn tìm hiểu ấy, thì các bạn phải tìm hiểu những thứ cốt lõi và những thứ chân lý nhất nha. Giống như cả các bạn mà không biết những cái gọi là cơ bản nhất ấy, cái cách hoạt động của động cơ, rồi là những cái chi tiết cơ bản đơn giản thôi, nhưng mà nó là cốt lõi ấy, thì các bạn sẽ khó làm đó. Người ta đăng video lên như làm sao thì các bạn chỉ làm theo thôi. Các bạn cũng chả biết tại sao nó lại như vậy. Rồi người ta thấy người ta làm vậy, người ta hướng dẫn như vậy, thấy có lý các bạn làm theo, đúng không? Còn khi mà các bạn biết cái cốt lõi của nó rồi, thì các bạn sẽ tự phân tích được, các bạn sẽ tự làm ra được. Giống như bên mình làm xe các bạn, giờ chả giống ai hết á. Cho nên là nhiều khi gây ra những tranh cãi, nhưng mà mình có kiến thức riêng của mình. Mình làm theo cái kiểu của mình. Mình có cái kiến thức cốt lõi của mình, mình có cái va chạm riêng của mình. Mình sẽ làm theo cách riêng nha. Và sẽ có những cái đối tượng khách hàng phù hợp với cái cửa hàng của mình. Không phải tất cả mọi người đâu bạn, có những người chê, có những người khen, có những người phù hợp nha. Không bao giờ mà các bạn tay nghề cỡ nào đi chăng nữa, không bao giờ mà có mà 10 người vô sửa 10 người đều ok hết. Chắc chắn là sẽ không bao giờ có, cho dù các bạn có giỏi cỡ nào. Nhưng mà nếu mà ví dụ các bạn đã biết qua những kiến thức này rồi, các bạn sẽ áp dụng riêng cho cái các bạn, đúng không? Các bạn sẽ phát triển ra thêm, thì các bạn sẽ có một cái cách làm riêng của các bạn. Đấy thôi. Thì mình sẽ giới thiệu về chi tiết về cây gen, tạ gen, vô lăng, nồi. Cái những cái phần này nhìn rất đơn giản thôi nha các bạn, rất đơn giản thôi, nhưng mà qua quá trình gọi là vặt vẹo bao nhiêu năm trời đấy các bạn, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, rồi bắt đầu là mình mới có những cái kiểu làm mà nó cảm thấy là ok nhất, vip nhất, và nó đỡ ít bị vặt nhất. Đó, cho nên là mình nói ra đây, tuy là nhiều khi nó đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà các bạn không biết, các bạn mò mẫm từ đầu nó rất là chua nha. Cái động cơ này thì nó cũng giống như những cái động cơ bình thường thôi các bạn, giống như động cơ khác, nhưng mà cái cơ chế của nó có khác đôi chút thôi. Nhưng mà nếu ví dụ các bạn sẽ không tìm hiểu về nó, không biết về nó, các bạn làm sẽ rất là khó. Có khi các bạn nhìn vào cái máy này các bạn không dám làm, không cứ như kiểu có xe mà vô các bạn không dám nhận luôn. Cái đấy là chuyện bình thường nha, tại vì có nhiều người ta không nhận cái xe này luôn, mình biết chứ. Rất nhiều người là nhìn thấy cái xe này là không làm nha. Tại vì sao người ta không làm? Tại vì nó có những cái khó khăn của nó mà người ta chưa giải quyết được, hoặc là người ta không biết, người ta không chịu được những cái rủi ro nhận vào rồi mà nó mất công, nó phức tạp, đúng không? Cái này không phải là mình nói mình dìm hàng rồi mình nâng cao mình lên, mình biết làm cái xe này là mình ngon rồi, là những người không biết làm là dở hay sao, đúng không? Mình không có phải là theo ý đó. Cái ý của mình nói ấy, là khi mà các bạn có những cái kiến thức, các bạn chịu làm, các bạn chịu học hỏi thì các bạn sẽ làm được thôi. Như mình đây, từ trước mình cũng có biết gì về cái xe này đâu. Nó vật cho lên bờ xuống ruộng, thức 4-5 giờ sáng, rồi là làm ngày làm đêm, bảo hành các kiểu. Tính tiền mà bảo hành là tiền, những cái tiền này không đong đếm bao nhiêu tiền cho đủ nha các bạn. Mồ hôi nước mắt rớt ra không có đong đếm bao nhiêu cho đủ. Các bạn làm xe, làm về kỹ thuật thì các bạn sẽ hiểu mình đang nói gì. Còn những người mà người ta chỉ nhìn vào thôi, ôi nó đơn giản có cái gì đâu mà học ấy. Những người đó người ta chưa trải qua người ta mới nói vậy các bạn. Còn những ai mà đã trải qua rồi, đã làm những cái xe từ đơn giản nhất, các bạn cũng sẽ bị vật, rồi các bạn sẽ hiểu là trong cái quá trình làm việc nó sẽ có những khó khăn. Nhìn nó đơn giản nhưng mà thật sự va chạm và giải quyết nó rất là khó khăn. Còn những người mà lên trên mạng bảo ô nó có cái gì đâu, nó đơn giản lắm rồi, nó thế nọ thế kia ấy, thì một là người ta quá giỏi, nhưng mà người quá giỏi rất ít nha, mà giỏi người ta sẽ không nói kiểu như vậy. Hai là người ta chưa làm hoặc người ta không biết gì, người ta chỉ có suy đoán thôi, người ta chưa va chạm thực tế đó. Cho nên là mình muốn nói thêm là khi mà học cái này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn gọi là chi tiết nhất, tất cả những kiến thức mình có nha, kiến thức của mình có. Mình không phải là chân lý, không phải là cốt lõi gì hết. Có những người người ta giỏi, nhưng mà theo cái kiểu khác. Nhưng mà mình biết theo cái kiểu của mình sẽ truyền đạt theo kiểu của mình. Rồi, buổi sáng ấy,
thì mình sẽ hướng dẫn về cái phần động cơ này. Xong rồi tới buổi chiều ấy thì sẽ thực hành trên động cơ nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là rẽ ráp máy luôn. Các bạn sẽ rẽ ra chỉ từng chi tiết nó như thế nào đúng không? Các bạn ứng dụng vào. Xong rồi các bạn sẽ ráp vô, lắp cái động cơ vô. Thì mình tin ấy, là khi mình hướng dẫn thì các bạn cũng sẽ không thấy cảm thấy mệt mỏi đâu. Nếu ví dụ như mà cái chương trình học nó không xong được trong ngày về sớm ấy, thì các bạn sẽ ở đây tới 8, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm. Miễn làm sao để chương trình của động cơ nó xong. Mình sẽ dạy cho các bạn tới cùng nha. Như mình thì thuộc dạng là làm đêm quen rồi các bạn. Cho nên là mình không thấy mệt. Còn nếu ví dụ các bạn đã bỏ tiền đi học là các bạn đã có nhiệt huyết rồi. Nếu mà ví dụ nó xong sớm, đúng không? Là mà xong cái chương trình học mà xong sớm thì khỏe đúng không? Ai cũng khỏe. Các bạn cũng khỏe, mình cũng khỏe. Nhưng mà nếu ví dụ nó có chậm trễ hay là nó có cái kéo dài thời gian ra thì các bạn hãy ở lại làm xong xuôi, ráp cái máy lên, nổ máy, test. Rồi bắt đầu các bạn nghỉ, đúng không? Nghỉ đi về. Tới sáng ngày hôm sau các bạn lên nói về cái phần FI. Phần FI là cực kỳ quan trọng nha các bạn, không như trường lớp đâu. Trường lớp thì người ta sẽ dạy những kiến thức cơ bản, rồi là người ta sẽ chỉ cơ bản cách hoạt động của nó như thế nào thế nọ kia ấy. Nhưng mà mình dạy gọi là FI thôi, nhưng mà nó có liên quan tới cái phần map ESU, rồi là một vài phần nữa. Nói chung là cũng phải một ngày học. Thì nếu mà ai biết rồi mà không muốn học thì thôi, nhưng mà nếu mà tốt nhất các bạn đã nghỉ một ngày rồi, các bạn học cho xem nó có cái gì mới không, đúng không? Nếu các bạn biết rồi thì các bạn chỉ mất thêm một ngày các bạn nghe qua cho để ôn lại. Còn nếu mà thực sự những cái mà các bạn chưa biết ấy, đâm ra nó là một cái giá trị gì đó cho các bạn nha. Nhiều khi một vài triệu các bạn bỏ ra, các bạn học rất là tiếc, đúng không? Nhưng mà khi các bạn về nhà mà các bạn không biết nó vật cho các bạn ấy, thì không biết đường nào mà lần đâu. Thật, đợt trước mình làm cái xe này, mình chỉ có cầu mong làm sao có ai mà có một khóa học để mình tới mình học cho biết. Kiểu vậy các bạn, còn tự mò mẫm nó rất là chua. Thì mình cũng luôn nói đấy, mình mở ra khóa học ấy, một là mình muốn cho các bạn có những cái bạn thợ hay là sao đó mình chia sẻ kiến thức cho các bạn, rồi là để cho các bạn biết cách làm. Hai là mình kiếm thêm thu nhập, có hai mục đích nha, chứ không có bao giờ mình dạy miễn phí cho nhau các bạn. Cái kiến thức đó bằng mồ hôi xương máu, rồi là những cái mà gọi là đau đầu nhức óc tự nhiên mình đăng lên YouTube mình chỉ cho các bạn, không có đâu nha. Ý là mình chỉ nói sơ YouTube các thứ, mình chỉ có nói gọi là cũng gọi là bình thường thôi. Còn những cái cốt lõi nhất ấy thì mình sẽ giữ lại cho bản thân chứ ai mà nói ra hết các bạn. Làm gì có cái gì miễn phí. Mình làm nhức đầu, đau đầu, nhức óc cả bao nhiêu ngày đêm xong mình đăng lên miễn phí cho các bạn học thì nó cũng vô lý nha. Cho nên khi các bạn bỏ tiền ra học thì nó sẽ có cái giá trị của bỏ tiền ra học. Vậy thôi. Rồi, ngày chủ nhật và thứ hai mình vẫn làm nha. Ví dụ mà các bạn có xe mà để tới đây mà các bạn mà muốn làm ấy thì các bạn đưa tới mình làm cho. Trong vòng 2-3 ngày mình các bạn sẽ lấy. Còn nếu mà các bạn đem xe tới mà đợi lấy liền ấy thì không được nha các bạn. Tại vì mình dạy học rồi là nhiều khi mà mình lấy tiền của các bạn, đúng không? Mình lấy tiền của những người tới đây học. Xong bắt đầu là khách vô ấy, có vấn đề khó khăn thì mình phải lại chạy ra. Mình bị gọi là mất thời gian về những công việc của mình, không dạy chuyên tâm được. Cho nên là nó sẽ cũng không được các bạn. Các bạn bỏ tiền ra tới đây học, tự nhiên mình lại cứ làm việc của mình, rồi là không truyền đạt lại cho các bạn thì nó quá là vô lý luôn. Tuy là một người, hai người, không quan trọng các bạn. Nhưng mà khi mà mình đã lấy tiền của các bạn rồi, mình sẽ phải có trách nhiệm trong đó. Cho nên là công việc thì gọi là một tháng mình nghỉ 2 ngày mình dạy học thì cũng bình thường thôi. Rồi là trong 2 ngày đó thì mình cũng được thảnh thơi, đúng không? Thảnh thơi hơn. Rồi mình coi như mình vừa dạy học, mình vừa được nghỉ ngơi đó các bạn. Kiểu vậy nha.